Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay thì mình sẽ gọi là làm một cái thí nghiệm nho nhỏ cho các bạn xem nha. Thì không biết là ở trong cái kênh YouTube của mình thì có bạn nào thắc mắc là mấy con chuột hamster này là nó biết bơi không nhỉ? Đó, thì mình cái này mình cũng thắc mắc khá là lâu rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video nho nhỏ để thí nghiệm cho các bạn xem. Thì như các bạn đã biết là mấy con chuột cống rồi đó các bạn. Thì mấy con chuột nó bơi rất là giỏi luôn. Và cái này là bơi là tự bẩm sinh đó nha, chứ không có gọi là ai dạy nó hết. Thì không biết là mấy con chuột hamster này nó có biết bơi không các bạn. Nhiều khi nó trốn ra ngoài rồi nó lọt sông hay gì đó, nó nếu như mà nó biết bơi thì cũng đỡ các bạn. Đó, có gì nó bơi lên bờ rồi các bạn có thể là còn khả năng bắt nó được. Còn không nó không biết bơi cái là nó ngủm luôn đó các bạn. Đấy, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video thí nghiệm cho các bạn xem nha. Và nói chung là khá là lâu rồi mình không có làm về cái chủ đề là hamster liên quan đến nước nha các bạn. Tại vì cái chủ đề này nó khá là nhạy cảm. Đó, thì có thể là cái video này là cái video cuối cùng mình làm về hamster mà liên quan đến nước nha. Và hôm nay thì mình sẽ thử nghiệm với con chuột bia của mình nha các bạn. Con chuột này thì nó mấy khá là lâu rồi mình không có tắm nước cho nó. Thì ở đây là cái hồ bơi mini của mình nè. Đó, mình mới bơm lên hồi nãy nè, mình bơm 2 tầng thôi nha các bạn. Nó còn một tầng ở dưới nữa nhưng mà mình thấy 2 tầng là xài khá ok rồi. Mình bơm chưa có được cứng lắm bạn. Đó, cho nên là nó bị xì hết một tí rồi nè. Đó, mình chỉ bơm 2 tầng thôi. Và còn tầng ở dưới này nữa nha các bạn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bơm nước vào đây và sẽ thí nghiệm cho các bạn xem nha. Và cái video này thì mình hoàn toàn là muốn thí nghiệm cho bạn xem thôi, chứ mình không có ý là hành hạ động vật hay là hành hạ chuột hamster gì hết nha các bạn. Đó, mình chỉ muốn làm một cái video thí nghiệm nhỏ nhỏ này thôi. Và có thể là video này là video cuối cùng mình làm liên quan đến nước luôn nha các bạn. Và hôm nay thì trời cũng khá là đẹp các bạn. Ở trong miền Nam mình thì nói chung là không có mưa bão, cũng khá là may mắn các bạn. Đó, trời cũng có nắng một tí, cũng ấm áp chứ không có lạnh nha. Và mình sẽ cho con chuột mình nó vào đây nó bơi một tí thôi, khoảng 1 phút thôi các bạn. Rồi mình quay một đoạn ngắn video cho các bạn xem thí nghiệm thôi nha. Rồi mình sẽ đem nó lên và sẽ sấy khô, lau khô đàng hoàng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu bơm nước vào đây nha các bạn. Mình bơm chắc cỡ khoảng là một tầng thôi nha các bạn. Bơm một tầng là vừa nha các bạn. Rồi và cuối cùng thì mình cũng đã bơm cũng được một tầng nha các bạn. Mình bơm không tới một tầng nha, tại vì phía dưới nó nở ra đó các bạn, cho nên là nước nó khá là nhiều luôn. Và nó cao cỡ khoảng 15 cm nha, khoảng 15 cm thôi. Đó,
mình sẽ để con chuột bia của mình nha. Con chuột bia của mình thì mấy hôm nay nó cũng lông của nó khá là dơ các bạn, nó bị bệt bọt đó, cho nên là mình để vào đây sẵn tiện mình tắm cho nó luôn. Và tắm cho hamster bia thì sức khỏe nó sẽ mạnh hơn mấy con chuột nhỏ nha. Các bạn nào mà muốn tắm nước cho hamster thì mình khuyên các bạn là nên tắm cho hamster bia thôi. Còn hamster nhỏ là chừng nào mà lông nó bị dơ lắm hoặc là nó bị dính cái gì bẩn lắm thì các bạn hãy tắm nha. Rồi bây giờ mình sẽ thả con bia vào cho nó bơi thử nha các bạn. We'll be right back.